Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Giờ này mình sẽ chơi 8 game trên iPad. Chúng ta sẽ bắt đầu với game Hắc Quái Đại Chiến Zombie. Tưng tưng. Ở đây. Mình đã bật mạng, mình đã tắt mạng đi chơi cho nó mượt. Ui, lần này chúng ta gặp một con độc báo các bạn. Con độc báo là trâu điên đấy. Mình sẽ chọn một số món đồ cần thiết này. Mình quay tay không thể thiếu này. Súng như vậy ổn chưa nhỉ? Rồi có lẽ là bia mộ này đi và súng này. Còn đây nào, cầu 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 đặt luôn vài khẩu súng bé đi. Súng này nấm nhỏ này thôi nhưng có võ đấy các bạn ạ, đừng đùa à. Nhưng ra mở thôi, vào ở trên thì ra bên trên. Trời tối hình như không có mặt trời thì trông cậy vào hoa hướng dương thôi. Món đi nó cú vào rất khó chịu luôn các bạn. Tại vì nó có nhiều cái bia mộ á. Nó chắn mất một nửa đường của chúng ta rồi còn đâu. Tuyên bố mới do mày không mất tuổi luôn. Chưa qua được cửa ải nấm bé của mình thì không bao giờ vào đến bên trong. Cửa ải nấm bé bắn nhức người ngay. Bắn nhức người ngay. Đừng có đùa nha. Nấm bé trong thế thôi, bắn nhỏ này nhức người á. Rồi, mình sẽ ăn một cái bia mộ đi để lấy chỗ đặt. Gần mắt hoa hướng dương ở trong thế cũng nhanh phết. Những chú nấm bé của chúng ta cần hết mọi thứ loại. Rồi, bây giờ mình sẽ để tiền để mua khẩu súng to phòng thủ cho đợt zom lớn sắp tới. Khẩu súng to 200. May em rồi. Nói gì cứ vào đấy. Tuổi gì ăn bánh mì. Nó ăn mất một cây nấm nhỏ của mình rồi. Mình sẽ để dành một quả mìn tặng cho nó. Cứ thử vào đây xem chúng mày có tan xác với quả mìn của tao không. Nè, tan xác luôn còn gì nữa. Úi trời ơi, bắn nhức người ngay nhá. Nhức người. Vào được không mà vào. Không bao giờ vào đến bên trong luôn các bạn ạ. Và bên trong mình bắn cho nó nhức người luôn.
càng nấm bên ngoài của mình nó quá khỏe rồi. Thêm một cây nấm, à thêm một cây súng hai tia ở bên trong bắn ra nữa. Thì bọn mình chỉ có đường rút lui thôi. Đặt từ ngoài vào luôn nha. Lấy một khẩu súng 200 nữa đặt ở giữa cho nó đủ bộ. Nấm nhỏ ấy miễn phí nên nó khá là tiện lợi thôi, bắn cũng khỏe phết. Ở bên trên nó ăn gần hết rồi. Đấy, chà chà. Đấy, chà chà. Là hai khẩu súng rồi. Lá tét à? Vào đây, vào được không? Không vào thì bên trong luôn. À, chuẩn bị một quả min để tặng vào nó nào. Good luck. Boom. Ha ha. Bắn nhức người ngay lập tức chứ ạ. Đây một khẩu này. Có gì cứ đặt ra bắn nó. Rồi, đây. Mình nhận được một quyển sách các bạn ạ. Một cái tiếp theo mình sẽ chuyển sang game khác này. Game tiếp theo là một game ong. Ong đốt người à? Chơi luôn, mình sẽ đi trích này. Cho này một trưởng ạ. Úp bay người luôn. Tiếp theo thế này, nhảy hip hop ở đây sao? Úi xời, dân chơi mặc bộ quần áo là biết rồi. Tiếp vào đây thằng này bay xuống vực luôn. Ai cho đứng ở đây? Ê, ăn chìa khóa chích một phát ông này bay tít xuống đây. Ui bay sang bên này luôn á, siêu ong rồi. Rồi mình sẽ chuyển sang game tiếp theo nha. Game tiếp theo là bắn xe tăng. Tank Star. Chúng ta cùng vào game Tank Star này. Xe tăng của mình là một con xe khá nhiều nòng. Một trường. Ủa xe tăng nó nhiều nòng nhưng mà màu vàng đó mà. Bắn thế này thì bắn ai đây? Chèo bắn thế này bắn nó. Giỡn mặt này. À mình đang đợi một cái máy bay để nó có thể. Úi không có máy bay nhào mà sao. Tặng một quả đạn này đi. Nào nhé. Đây rồi. Mình sẽ quay lại ăn viên đạn này. Còn tiếp tế rồi. Tặng một quả này luôn. Final hall. Ui dồi ôi, săn bằng chỗ này luôn. Phải gọi là quá đỉnh. Win rồi các bạn à. Chúng ta sẽ đến với màn tiếp theo. Vẫn là con xe tăng nhiều nòng nữa. 2, 4, 6 nòng thì phải. Mình sẽ bỏ đến chỗ cao này. Dễ tiếp cận hơn. Siêu cao khổng lồ.
Nó mò lên nè, nó mò lại gần chúng ta hơn này. Đi boom, ha ha ha. Đây này, con nhộng này chuẩn không các bạn? Rồi, tuyệt vời luôn. Xe tăng của chúng ta bắn sẽ, xe của nó hình như là bắn độc hay sao? Thì nó không nhầm nhận. Ui, định xuống ăn hòm nhưng hòm ở dưới kia xong rồi ra tặng nó một quả này luôn này. Gần chết luôn. Ăn ở trước hòm kia bắn rồi. Tăng xe của nó. Bùm 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 bùm. Ui à. Được. Xem nào. Tặng cho nó một quả này đi. Ui 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 ôi ôi. Đúng là 5 sao ha. Ăn trong hộp tiếp tế. Trong hộp tiếp tế luôn có những loại đạn xịn. Sao xe có đủ tiền mua xe khác không? 3.000, 4.000 này, 5.000 này, 7.000 này, 7.000 đường ấy nhỉ. Ui dồi ôi. Ui ui, xe tăng bọc thép. Ui, thôi mình sẽ chuyển sang game khác thôi. Game tiếp theo, săn 3. Can City, xây nhà sao? Bắt đầu là game nào, xem đây game như thế nào. Rồi, chúng ta dẫn những quả bóng này xuống. Ôi trời ơi. Bùm. Cho mấy cái này xuống đã, mình thấy. Đi đường này nha. Mình dẫn từ từ mấy quả bóng này xuống thôi. Sao mà lên đấy này? Tàn. Rồi chúng ta có thể làm cho những quả bóng ấy rơi xuống rồi mà. Ui dồi ôi. Bên trên còn chưa kịp rơi xuống mà. Cuối cùng chỉ còn có vài cái thôi sao? Ồ, cái này thì không thể qua được màn đâu các bạn. Không qua màn đâu. Mình sẽ chuyển sang game khác rồi. Game tiếp theo là Đại chiến xe cộ. Do nào? Đây chính là con xe của mình. Ôi nâu rơi nước rồi. Ui mất nửa cây máu rồi. May là bữa ấy. Chạy rồi nào. Ui à, một quả min. Thằng đặt bẫy rồi. Ôi ôi. Chết nè. Ui no. Không để phi chết nó rồi. Lại nè. Bao nhiêu chiếc hòm này. Bắn một quả mìn ra. Mình phải sang chọn này mới được. Phun lửa này. Ôi rơi xuống rồi các bạn ơi. Ây à. Không được rồi. Rồi chúng ta chuyển sang game khác thôi. Game tiếp theo là Sonic Bomb nha. Mình sẽ chặn luôn. Nhân vật này đi. Ami nha, mình sẽ chặn đánh nhân vật Ami. Tí nữa khéo vào hầm thì mình sẽ đổi thành Sonic. Mỗi nhân vật sẽ chặn một tí. Ngăn hết mấy con cua này.
Nó làm vỡ hết cái cồn luôn. Chết này. Úi dồi ôi. Combo luôn nhá mọi người. 10 hàng. Đây cái gì nhỉ? Anh lấy được cái gì nhỉ? Ui. Nó bị đập vào đây rồi. Quá tiếc. Còn có lẽ chúng ta sẽ chuyển sang rồi xem này. Để nó theo. Đi với có xe mới sao? Nghìn sáu rồi. Dùng xe này đi. Xe này của mình đang ngon mà. Sợ. Đừng có đùa. Đi hơi bị lũa đấy nha. Úi dồi ôi. Rồi, qua level này rồi. Oh my god. Lại nhau rồi. Sẩy cua rất là liệm luôn. Ây ạ. Rồi, ui no. Rồi, chúng ta chuyển sang game tiếp theo thôi. Tiếp theo là game rắn nhờ. Chơi nào. Đây, chính là con rắn của mình. À, mình sẽ phải lên tìm thằng vua các bạn ạ. Để tiêu diệt nó. Muốn trở thành vua thì chúng ta phải tiêu diệt thằng vua này. Đây, nó đây. Ấy à, thằng đó này. Thằng đó này léo. Ôi, nó phải khôn lắm rồi, nó là vua khác, nó phải khôn lắm. Mình đang cố bắt cái đầu của nó mà không được. Chết, mày này. Ui, có một thằng khác hình như con của thằng vua rồi. Thay đổi ra. Chơi, ô, con mèo các bạn ơi. Hình con mèo này. Chân nước bò này, đây chính là chân nước bò của Việt Nam. I from Việt Nam. Ui dồi ôi. Mày tỉnh thật đấy. Chúng ta sẽ chọn skin khác. Skin màu đỏ đi. Xem nó có đỏ hơn không. Đeo kính luôn nha. Rất ngầu. Đây rồi, mình vừa giết được con vua. Úi xạ, con màu tím này, định chặn đầu mình à, cho chết luôn nha. Mình sẽ thu thập những quả bé bé. À, chúng ta sẽ phải mò lên chỗ con vua kia để tiêu diệt nó. Đâu rồi nhỉ? Ui, con này khá là to đấy. Có vẻ khó nhai đây. Ui không, không chặn được nó đâu. Chúng ta sẽ lại nào. Con vua này có vẻ khôn thật. Chết này. Đánh bại mấy con bé bé thì dễ rồi. Quan trọng mấy con to thôi. Mình sẽ rình rình ăn con vua này. Tám trăm điểm, con đi nào, 800 điểm. Ăn được con đấy là cũng ok phết đấy. Đâu, nó ở xa đấy nhỉ, đây đây đây. Chính là nó. Ồ, con này rồng à. Chết này. Vậy là mình đã tiêu diệt được con vua to nhất này rồi. Thế là thêm một con nữa xuất hiện. Ồ, làm con nữa giống y con đấy luôn.
Ui, không giết được nó à? Mình nó bị tiêu diệt. Có lẽ là mình sẽ kết thúc video này thôi. Chào các bạn nha.